là tại vì cái lúc mà họ nói chuyện thì lắng nghe để cho nhà mình chiêm nghiệm còn hơn con lung tung lung tung. Dạ, cảm ơn. Mời ông thưa bà. Lắm nè em nè, có dạ. Bụi trúc nè, có dấu thiên tâm mình nè, vô đây ngồi chơi. Lắng nghe những lời bạn đó, ai có nón thì ngồi ngoài đó. Đây làm đơn giản rồi. Xin tắm lại xuống. Cháu nói. Cục pin hả? Ngăn đây nè. Dạ, lòng vòng đây á. Lát kìa chụp em. Em năm mới phim. Chờ Đức Tài hú một cái ra phía trên công văn có lẹ. Lỡ mà đang đi lòng vòng. Cái gì nói á, giống như là nhưng mà có biến cố á. Là phải tập luyện, nó cũng như là nó có câu gì quốc gia một ngày mà không có người nói mấy người thăm mình với mấy người hung dữ ngồi đó ai có sức mạnh nhà tốn chụp dân nhà tốn mấy bài chocolate cho mày ăn cho đã nó vậy á, cho nên từ lúc Tết tới giờ mấy vị cứ kêu vòng vòng vậy thôi. Nhớ mấy đệ tử vô xanh mà qua là không được đấy. Thì bây giờ mình trên mạng là được rồi. Mấy con mà nhớ sư phụ ăn đêm mà có nạn á nghe đừng đụng chút kêu. Sư phụ chức thân đi đủ nơi hết. Khi nào có nạn hay là chồng ăn hiếp nữa chồng ăn hiếp kêu nhiều đứa anh kêu là thụ tết liền luôn á. Không la cái ngồi xuống đứt nha. Chứ ngủ gục á, khi thiền mà con dễ ngủ gục là cái nhịp nó còn. Thì cho nên mình phải lại dám hối. Con làm chừng từng lễ thì sẽ không có ngủ gục. Thiền ngủ gục là sai. À, thì cứ gán lại dám hối. Chưa? Kiếp trước mình nhớ mình nhiều lúc mình là bà bán cháo gà không ông chừng. Đâu biết được. Tiền kiếp của mình đâu biết mình làm gì. Bà ba bán cháo gà hay là ông đồ rể ở chợ rồi. Suốt thời gian cũng phải mượn phương tiện. Cái này là phương tiện đó hả? Con là cái dân phụ thường như hay không có ai trên núi có con mình hay lên cảnh cái mấy ông anh 12
anh em á, nó là chị, chị cha, anh quay vô cho em coi mẹ rồi đó, nói sao vụ xin tiền, nói sao biêu gáy nó là con chim rồi, lúc đây là mình giàu nhất, là giàu nhất trong thế giới, phù du. Để kiếp trước em nó ăn lúa nó không có tạo nghiệp á, rồi nó giàu. Còn con á là con làm bằng cái tâm, chứ phụ đâu phải là tỷ phú tỷ đâu, cũng là nhiều tiền của mấy con đúng không, mình nó vừa đủ nhưng mà là phụ làm một đó. Cha mới giải thích đó là con làm bằng cái tâm, nhưng mà cái tâm của mình đổ núi đổ đá, từ cái cây này cái phụ cũng phải trồng, thử mà con làm chủ núi đi, họ mà trồng chặt cái cây đó, con đâu có thích à, khi mà ai đặt cái gì xuống phải phụ phải tới coi đúng không, đúng là tốn công lắm con mới có cảnh này á. Rồi nó cũng là phù du, nó cũng giống như là cái con chiếc trong thùng bài vậy đó, mà cha lấy một cây thẻ, thẻ qua thẻ về lại, cuối cùng mình về cũng tay không, thằng Bill Gates nó cũng về tay không, mà nó có về được hay không là từ đây tới cuối đời nó nghe, tôi đang khấn cho nó đi về hay là nó đi xuống á, đó mình không biết à, tôi bảo đảm là đi xuống, tại con Covid-19 mà nói chung cộng cấu kết nha mẹ, nó tính hạn chế cái dân số của quả địa cầu này. Nhưng mà cha mẹ nói dân số quả địa cầu này á, là do cha cai quản, chứ đâu phải do mấy thằng này nó tính làm gì. Nó sợ nhiều người quá không có đủ đồ ăn trái đất á, nó muốn giết bớt á, nó làm con Covid á. Ở những cái hành tinh khác á, người ta có cả 100 tỷ người. Mấy thằng này lên cái hành tinh của nó là 20 tỷ người, của mình có 8 tỷ người. Nếu mà chúng ta mà sống mà đừng có lo chế bom đạn á, chúng ta cứ lo đồ ăn không, với lo những cái kỹ nghệ cao cấp để mà đi ra những cái vũ trụ khác, thì có phải là chúng ta đâu có cần phải tốn tiền mua tàu ngầm vũ khí một năm biết nhiêu tỷ. Mỹ năm nay ông Biden cắt ngân sách 800 mấy chục tỷ, 800 mấy chục tỷ, trong khi nước Việt cả một quốc gia làm cực khổ chưa tới 200 tỷ nữa, trong khi hiện giờ dân đó chỉ cần 1 tỷ thôi là cứu hết nước Việt mà không có, mà đi chế vũ khí 500-800 tỷ còn thấy vô lý. Nên những cái chuyện bất công ở thế gian này rất là nhiều, thì đó là lý do cho hội thời là thế gian còn bất công, không thành Phật, không về, thì hôm nay nó sẽ hết bất công đó, thiệt á. Bây giờ mình nói hơi sớm, nhưng mà trong tương lai đâu còn ai chế vũ khí nữa, trong tương lai NATO là những khối tự do đó nó sẽ thống trị hoàn cầu này, chứ không phải là khối cộng sản, thì có nghĩa là hết bất công, là vô thành Phật thiệt á. Đã là Phật rồi nhưng mà xuống đây mang thân phàm để mà lo chuyện phụ với cha mẹ thôi, chứ không phải là mình nói là không có chính thực đâu, nó là thiệt á. Là sư phụ, con xin sư phụ những con làm đệ tử, con tự hưởng phụ lo ra tính hai vợ chồng con mới qua tên gì Thiền Thớn Nguyên Rạng, tên gì Quỳnh Mỹ Phương con hai đứa con nữa sư phụ ơi. Con tên gì sư phụ? Con tên gì? Xe đó có ai chừa tay về xuống dưới còn sư phụ giúp cho vợ chồng con giúp cái gì đâu vậy ok miền Nam Cali. Đông quá, đông quá. Đẹp quá mà không có
cho sư phụ dài tuần nữa sư phụ đanh với cái final line với giấy tờ ở đây á, mình mới show up, mình đi giống như kiến mà lên cầu thang đó là ai cũng thấy, còn mình ngồi đây dưới nó không có thấy, mình cũng núp núp né né. Giờ mà đọc mình đi lên thấy nguy hiểm kinh chuyện. Bây giờ sư phụ có rất là nhiều comment ở trên Zalo, mà cái số điện thoại trên mạng á 408-833-5399, sau đó có tới gần mấy chục nghìn người nhắn tin vô, không có kiểm soát nổi, mà đa số chỉ đọc thôi là cũng không có giờ đọc chứ đừng nói chi trả lời. Thì đa số để mà mình hiểu được cái tình hình của dân đã khổ làm sao ta nhắn tin đó là đã đói rồi đó, khổ rồi đó. Sư phụ biết được chuyện Việt Nam là mấy cái đó là chính xác nhất.